À, con chú này, con khỉ nó leo tường rồi. Sao hép làm sao giờ, con muốn xuống phải không? Tự bơi tự xuống. Ủa sao mẹ ai mượn, tự nhiên con đu lên trở làm chi vậy? Con sợ hả mày? Không, bây giờ mày cho chay đứng đó hoài luôn. Đứng đó hoài luôn đi. Thôi con nói tiếng Việt làm sao? Mẹ ơi giúp con với, con muốn xuống. Hồi nãy mẹ kêu con xuống thì con không chịu xuống, mà bây giờ là con đòi xuống. Nào, giờ muốn xuống phải không? Xuống thiệt không? Xuống thiệt không? Rồi leo lên. Cộng cộng. Mong anh ta. Ok, đây đây, lấy đi. Ôi trời, cho cô chú coi. Cô chú coi, cộng cộng. Đó, cô chú ăn chay nó mới vừa build được cái này hay lắm nè cô chú. Mom, that guy didn't fail. Ai? Ai? This guy. À, nè, cô chú coi nè. Cô chú coi con chay nó build này nha. Nó build cái này là gọi là... Ây da, chết rồi, mày làm rớt rồi. Cái này là Lego nè, cô chú nè, nó khoái Lego lắm. Mom, I build really good. Đúng rồi, con build giỏi lắm, mẹ biết mà. Mẹ biết no con chắc... Té con, té, té, ngồi đàng hoàng. Can I shoot daddy? Đúng rồi, từ từ. Gọi cho ba hả? Ba đang chạy xe. Giờ này giờ để ru lu này lại cho ba coi nè đó. Ba thấy chay chay chờ chờ cái này. Mom, can I call daddy? Con gọi ba hả? Yeah. Rồi này con điện thoại của con này, con gọi ba đi. Rồi gọi ba cho cô chú coi coi. Rồi bấm đi, bấm cái số, bấm số gọi ba sao? Gọi ba bấm chỗ nào? Mom, what is daddy old? Hả? Is daddy so old big? Bấm vậy. Bấm qua đây nè. Rồi bấm qua đây nè. Rồi cái số 3 đâu? Cái chữ daddy đâu? Cái chữ cái đó là ai vậy? Cái đó là chú Năm. I want to call Gina. You want to call chú Năm. Rồi mở lo lớn lên, mở. Hello. I know his number. Here you go. Bây giờ có ai nữa? Gọi lại, gọi lại. Daddy? Ủa sao ta? Vậy đây. Du Năm hả? Năm đây. Du Năm đó. Why? Why Du Năm ơi? Why you keep calling him? Call somebody else. Rồi. Mở bò lên, mở lo lớn lên. Giờ con. Giờ gọi ai? Gọi ai á? Trời ơi, Jay nó gọi bình dung. Hello Jay. I know his number. Why call him and I know his number. Oh, you know my number. Bình dung number. Cứ gọi nữa. Giờ gọi lại nữa. Sao Jay đi theo đó bình dung vậy? Bình dung. Rồi giờ đó giờ phải tao, giờ phải tao. Chị đi hay quá mình chung quá hả? Trời ơi, chị đi hay quá. Twice, twice all the time. Daddy, I call daddy. Đúng rồi. Mom, why do you always do that? No, because you call her, so she pick up the phone. No, I don't want her. I don't know her number. Sao bà Nhung mất máy quá vậy? Ê, trời cười đau bụng luôn. Ngon cấp rồi. Mom, why is she beeping all the time? Because you call her. Con gọi bà Nhung mà. Con gọi bà Nhung mà bà Nhung mất máy chừng nào cái chữ daddy nè. A-D-A-D-D-Y. Cái đó mới gọi là ba. Đó là gọi kìa, bắt máy đi. Ủa sao tự nhiên hay nói con bà Nhung vậy? Cấp nữa. Why she always do it again? Tại vì con gọi bà Nhung, bà Nhung mới tưởng nó đó bà Nhung ơi, con gọi lộn số. Nhớ nha, nó con gọi cho ba mà con bấm lộn bà Nhung. Rồi con nói gì bà Nhung mới biết cho tự nhiên cúp máy. Chị gọi bà ngoại Việt Nam coi. À cái số đó số 7 á, nó gọi số 7 á. No. Đừng bấm tầm 7. Bấm cái đó con gọi mẹ rồi. Gọi mẹ đây nè. Đây nè. Đây nè, chay đi nè. Thấy không? Cái đó con gọi mẹ rồi.
Nay giờ gọi chi tá lả từ lưa vậy? Đó mẹ đó, mẹ bắt máy nha. Hello. 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 Rảnh quá. Trời, con phải tháp nữa. Bắt máy màu xanh, con bắt máy màu xanh. Thấy chưa? Thấy chưa? Rảnh quá. Con nói chuyện đi. Nói mẹ ơi. Mẹ. Con nè. Con dạ. Mẹ đang ở đâu đó? Đấu đàng hoàng. Rồi. Hello trai. Hello. Trai à? Mẹ đây, trai đang ở đâu á? Nè nè, mặt mẹ nè. Ồn quá ồn. Thôi cầm máy. Máy gọi cho ba đi, Mommy, I want to speak. Mom, that was my phone. Điện thoại máy hết pin rồi kìa. Con làm gì con quẹt số nhiều dữ vậy? Rồi gọi cho ai? Chú, gọi mà làm chi quẹt kinh đi. Không, cái số đó không có được. It doesn't work. Chị. Completed as dialed. Please check the program and dial again. Thấy chưa? Sai rồi. Gọi lại đi. Con gọi số mẹ đó. Con gọi đó là số mẹ đó. Rồi, mở bích, mở lớn lên, mở lo lớn lên. Rảnh quá trời ơi. Hola, ¿cómo está, amiga? Amiga. Abuela. Hello. Check the number and I. Chơi à. Đừng có bấm số tầm bậy nữa chơi à. Somebody's calling. Con gọi con phải nói chuyện đàng hoàng nha. Không. As dialed, please check the number and dial again. Or dial. Your phone number. Chơi đã chưa? Không, mẹ không có nói chuyện với con nữa. Con nói tào lao không à? I'm sorry for doing that. Sao con xin lỗi mẹ phải không? Nhưng mà con không có nói chuyện tào lao nghe không? Okay. Mày có cái khách nhắn rồi cô chú nhắn mẹ mua đồ nè. Why is always people calling? Ai gọi con? Bà ngoại. Bà ngoại gọi con nào? I forgot bà Nhung. À, bà Nhung với sao đó bà ngoại? Mom, I don't know what your phone number is. Con okay, cái này. Cái số điện thoại của mẹ là nó sẽ có cái chữ là MOO. Cái đó là bà Nhung rồi. Cái chữ của mẹ là em, where's number? Where? Cái chữ em đâu đây nè. Này là mommy. Biết chữ mà gọi thoại đây nè, đó mommy đó. Nghe nè, chơi đi gọi nè, chơi đi gọi liền nè, thấy không? Hello. Bắt máy rồi. Hello. Hello. Đứa nào á? À? I don't know. Phải nói tiếng Việt mới nói chuyện. Mẹ. Mẹ đây. Mẹ. Con đang ở đâu á? Con cá con đây. Con là cái gì của mẹ? Con là cái mưa vậy. Mom, can I call you again? Rồi, gọi mẹ đi. Mom, where's your phone number? Nữa, mẹ mới chỉ rồi mà. I don't know. Cái chữ M-O-O-M-Y. I don't see it. Nhà, nhìn vô cái chữ nè. M-O-O-M-Y. Rồi, giờ con nói chuyện với mẹ đàng hoàng nha. No, let me press it for you. Hello. Hello. Chay hả? Anh nè, để bỏ. Hello. Chay hả? Con đang ở đâu á? Con đang ở đâu? Đó, giờ nó ra ngoài nó chơi nè cô chú nè. I saw a bug. Con gì? Có con gì trống?
Con gì con? Right here. À, mấy con này là mình tại nhìn ngồi ngoài đường nên là giờ là mình phải có mấy con này thôi. They're so adorable. Ai? Mom, you want to play with me this one? Of course. Bây giờ mẹ sẽ chơi vậy nha. Chơi cột tuột nè. Tuột xuống. Tắp. Tắp. Boom. Mom, I'll be the sister and you be the brother. Oh, you be sister. Rồi, mẹ là sister ha. Mẹ là chị, còn con là anh ha. Yeah. Okay. Hello. Hello. Bạn có muốn tắm chung mình không? She's there right there. Ok. Bạn, hello. Bạn có muốn tắm với mình không? Yeah. Ok thôi, mình muốn nhảy cái này nè. Lên đây nhảy này nè. 1 2 3 go. Mom, yeah. Mom, there's no stairs. À, con nhớ hồi bữa mẹ với con chơi này không? Wow, giỏi quá. Hồi bữa mình đi Chicago, mình đi water park á, đi công viên nước á, mẹ với con chơi này nè, nhớ không? Ừ, rồi con, trời ơi. Chưa có kể cho cô chú một cái màn, cái màn mà nó chơi cực kỳ, gọi là cực kỳ mạnh mà không có, tại vì lúc đó Ngọc bơi chung với nó, chỉ có Ngọc với chay đi thôi, không có camera để quay lại cho cô chú coi chay nó đã gan dạ tới mức độ nào. Không, để mẹ kể cho, bây giờ mẹ kể cho cô chú nghe. Rồi, khoan khoan, rồi ok, xuống nữa. Hello. Hi, sao? Choose my papa and where's your papa? Where's your papa? I found him. Rồi, ok. Nhưng mà phải để mẹ để cô kể cho cô chú nghe câu chuyện của con trai bữa đi water park. À, ở cái water park đó có một cái khu cho trẻ em chơi nè. Rồi có một cái khu để mình lướt cái nước trượt ván này nè. Rồi có một cái khu để có một cái ván nước đi ra, con nhớ không? Có một cái ván nước đi ra để mình jump, mình nhảy xuống. No. Thì nó rất là cao. Mom, we're not at grandma's house. Mà mình we're not out. Mẹ biết rồi, mình không còn ở nhà bà ngoại nữa. We're not in the same house. Đúng rồi, mình không có còn nhà bà ngoại nữa, mình ở nhà Michigan. Mà bây giờ mình kể lại những cái kỷ niệm mà mình đã có ở nhà bà. À, con muốn coi ăn con voi hả? Uh-huh. Bữa nào mẹ cho kiếm con voi cho con coi, chứ mày đi sở thú ở bên Mỹ không có voi chạy rồi. Ở Detroit, Michigan cũng không có. Không, nhưng mà để mẹ kể cho cô chú nghe câu chuyện đã, rồi mẹ mới vừa lòng hả dạ mẹ mà mới chơi với con, hiểu không? Thì cái công viên nước đó là có. Ok, ngày mai đi mẹ mua cát cho. Có cái gì đó, có một cái khu cho trẻ em nè, là nước cạn nè, rồi một cái hồ nước khác á, là để trượt cái này, rồi một cái hồ nước nữa là để bơi, rồi có một hồ nước nữa là để nhảy. Thì những cái hồ nước mà để nhảy á, nó sẽ có một cái cây xà đi ra khỏi cái dòng nước, đúng không? Nếu như mọi người coi mấy cái diễn viên múa cái gì đó bơi chuyên nghiệp, người ta có cây xà đi ra vậy đó, thì nó rất là cao, mình phải bước lên, nếu mà người lớn á, là phải bước lên cái chừng 5 bậc thì mới lên được cái xà mà để nhúng, để nhảy cái nhúng, cái xà nhúng vậy nè. Ngọc hỏi chay con muốn đi không chay? Các bạn có tin là con chay nó đi ra không? Nó đi ra nha, nhưng mà nó mẹ nhảy với con nó ok. Cái xong rồi cái hả, Ngọc đi ra, Ngọc nói hả, bây giờ con muốn con nhảy trước hay là mẹ nhảy trước? Cái hả, nó nói là mẹ nhảy trước. Cái chút hồi cái chú mà đứng ở đó đó, chú đó nói là không, mà học bạn không có được nhảy trước, tại vì hả nhảy trước là mình sợ người ta sợ mình ở dưới nước rồi cái mình phải chụp chay đó thì nó không có, nó bị nguy hiểm, nên là nó cái Ngọc nói chay chú này là chú bắt con phải nhảy trước mẹ nhảy sau, đúng không, nhớ không? Cái hỏi mới nào Ngọc hỏi chay con nhảy không, nó ok để nó đi ra nhảy. Nó đi ra xong rồi cao lắm nha cô chú, cỡ chừng mà từ đó xuống đó là cỡ khoảng 3 mét á, đứng ở trên đó, nó mới đầu nó đi vô, nó hỏi con nhảy đâu, con cái Ngọc nói ok không nhảy thôi đi về đi xuống. Cái nó vừa bước, cái nó vừa quay cái lưng nó lại, nó nói không, con sẽ nhảy. Nó đứng một cái nó nhảy từ ở trên cái xà đó mà nó nhảy xuống tới 3 mét luôn. Rồi đó Ngọc hết hồn luôn á, công nhận rất là gan dạ. Tiếp theo nó nhảy xong là bắt đầu tới Ngọc nhảy, mà không tiếc quá có hai đứa đi à, là hai đứa tắm luôn nên không ai quay phim trai được hết, là không có quay cho cô chú coi được cái khúc đó. Mà cô chú coi được khúc đó chắc cô chú thôi khen chay cưng chay biết bao nhiêu, nói có gì mà nó gan dữ vậy trời, từ ở trên nhảy xuống mà Ngọc nhìn Ngọc còn hơi run run đó, mà có một mình nó là nhỏ nhất ở trong cái đám mà đứng xuống nhảy đó, ghê hồn thiệt cái chứ, quá hay luôn hả con ha, sao con gan dữ con, hả sao bữa đó con gan dữ vậy, con có sợ không?
No. Con không sợ hả? It was not too high. You picked the smallest one so I can't. Đúng rồi. Trời, nó vậy là chưa có cái đủ cao nữa. Trời ơi, có được đời không? Đúng là có một cái cây xà ngang đó, một cái cây xà kia là cao có chừng 6-7 mét, còn cái xà này thì cao chừng có 3 mét xuống tới cái mặt của dòng nước à. Mà nó nói là mẹ đã chọn cái cây xà thấp hơn nên là con đâu có gì đâu, con sợ con nhảy xuống thôi. Trời ơi. Ngọc lúc đó Ngọc nhảy sao nó mà Ngọc tự hào dễ sợ luôn, nó nhảy xuống được cái nó bậy nhảy nó bơi vô bờ luôn cô chú. Hồi ơi coi cái chú mà hả ngồi canh, tại vì ở trong đó nhiều người lắm, người ta phải canh để cho là có ai bị té chết hụt trên nước gì không á. Mà mỗi cái khu sẽ là có 2-3 người đứng canh. Mà người ta nói trời đất ơi sao nó nhỏ mà nó nhảy bơi dữ vậy. Thôi bây giờ kể chuyện xong rồi bây giờ chơi nè. Mom, play with this girl. Cô nói tiếng Việt đi mẹ chơi. Mẹ play with this girl. Mẹ ơi mẹ chơi cái con này nè. Lớn lên. You drop this toy, okay? Chơi con cây dè là con gì? Mẹ chơi cái con này nè. Nói đi. Con chơi cái cây dè nè. Cô thấy con này nè. Con này nè. Đúng rồi. Mom please. Chơi con cây dè. Mom please. Thôi chơi rồi giờ chơi gì nè? Thôi, bây giờ mẹ sẽ nhảy xuống nước. Boom. You see A. Ok, nhảy vô con xe A nữa hả? Ok, nhảy xuống thì kêu A nha. I was this toy. Rồi 1, 2, 3. No, you should hold it and see Gì nữa? You should hold it and see Rồi nhảy xuống không? 1, 2, 3. Rồi xuống nè. B. C. Mommy. D. Mommy, you should not see something. There's a list sign. Yeah. There's a sign so you can see not louder because he is sick, so he can go to the water park. Ai bệnh? This he. Rồi á, quên nữa. Mom, he is sick, so he can. Cái chỗ mà bơi đó có cái cầu trượt này nè, rất là cao luôn. Nhưng mà Ngọc phải đi với chay. Ngọc ngồi trước đây nè, hồi bữa trên cầu trượt á là mẹ đi ngồi trước nè. Ngồi đằng sau con này rồi con ngồi đằng đây mẹ nè, nhớ không? Con ngồi vậy nè, cái hai mẹ con mình trượt xuống, trời ơi nó cao lắm. Trượt cũng cỡ chừng 1 phút mới tới xuống á. Đò ha. Cái xong mà mình xuống cái là hả? Đã quá trời đã luôn, nhớ không? Ở dần vào ngoài năm có cái hồ bơi để vui hết con ha. Mom, remember when I have a boy shadow? Có cái gì? The boy. À, có hồ bơi hả? Come on, see the... Mom, where's my rock? Hả? I want my rock, but that's not my rock. Lấy cục đá để làm gì? I want so I can blow it up. And someone took it. À, con ai lấy cục đá của con rồi hả? Chết hồn. Ai lấy cục đá của con chay vậy ta? Oh, I think someone walked into our garden. À, con nghĩ là ai đã bước vào cái khu vườn nhà mình và lấy nó rồi, trời ơi. Xong, không được. Please. Qua bên chi. Okay, hold my hand. Nắm tay con. À. Of course. À, nắm tay mẹ là con không có sợ xe hả? No, mom, can we ride a bicycle to right there? Okay, rồi con đi lấy xe đạp con chạy đi. No, I will wait for you there, okay? Ủa, gì? I will wait for you here. Ôi, mẹ con kêu mẹ đi lấy á hả? Con đứng đây con đợi hả? Trời đất ơi sao? Don't be forever. Trời ơi đừng có lâu nữa chứ nó kêu tôi đi lấy xe đạp cho nó đứng đợi. No, đúng rồi. Đó, nó thay đổi như là tôi lật như lật bánh tráng vậy đó. Mới ban đầu nó nói mình đi vô lấy rồi nó đứng nó đợi, rồi nó kêu mình đừng có lâu quá nha. Rồi giờ nó nói để nó vô nó lấy. No, I will want you here. Rồi con đứng đây con chặt. Ủa? Cái xe con bị hư rồi hả? No. Hư nè, nó bị xúc cái này ra nè. Vì sao cái xe bị xúc cái này ra rồi? Vì sao vậy? Mom, bị hồi nào đây? Put the hole. Hả? Mà có cái này bị hồi nào đây? That's okay. Để mẹ coi cái này nè. Khoan. Để mẹ tắt máy video coi nè. Rồi, cái xe đó chút về ba sửa đi. Nắm tay mẹ hả? Yeah. And we're gonna go from rock. À, mình nắm tay mình đi bộ, ok.
nắm tay nhau trên đường tung tăng. Mom, we'll see the ballet. Giờ múa ba lê phải không? Ok. Giờ mẹ hát. I want to spill the fart if I can. Sao? I want to spill the fart. Ồ, con đi lại chỗ đằng kia, lại xa xa hả? Yeah. Đi lại xa xa mới múa hả? All the way to... rồi. Con Cooper đó. Yeah. Rồi đứng đây nè, đứng đây múa nè, ngay chỗ cái tấm đan này. Cái tấm đan này là nó không có bị sần sùi nè. Là con múa con không có bị đau chân, con lại cái tấm đan đằng kia nó sần sùi là con múa đau đó. No, come here. I want the different place. Rồi, đi chỗ nào? Đi chỗ nào? Con có lạnh không? No. Cái này là phải mặc quần dài vô, áo tay dài vô nè. Con có lạnh không? No. It's a little bit cold. Lạnh chút xíu thôi hả? Rồi đi lại tấm đan này nè, tấm đan này. No, tấm... tấm đan này ok hơn. I want to. Chứ đâu nữa? Trời ơi, mình đi xa nhà mình quá làm sao? No, it's okay. Our house is right there. À, nhà mình ở đó hả? Yeah. Nhưng mà mẹ sợ, mẹ không muốn đi xa nhà. Mom, our house is right there. I mean, we're right here. Thôi, mà đi lại đó rồi, ok. Rồi, lại đây múa ba lê nha. Rồi. No, I want the red song. The blowing song. À, con muốn cái bài hát Red Song với Blowing Song nhưng mà bây giờ. Oh, no, that's the red song. Ok. The one in the sky. Rồi. Is beautiful. Đúng rồi, rồi cái bài đó phải không? Nhưng mà And the drawing picture and blew up to the sky with the flying envelope. Rồi. And Eric said, blow on the horn. Rồi bây giờ mẹ hát bài hát yêu thích của mẹ trước. And break the word. Ok, bây giờ mẹ hát cái bài and hát the, trời ơi, con này cái miệng nó nói chưa and, xong. And the house broke. And everything broke. Nó nói tầm bậy bạ không vậy đó. Mom, everything broke. And all the house broke. Ồ, vậy luôn hả? Tất cả mọi thứ bay lên luôn hả? Cỏ bay, nhà bay, rồi tất cả mọi thứ bay lên hết luôn hả? Ok, nhưng mà bây giờ mẹ sẽ hát cái bài hát yêu thích của mẹ trước. Xong rồi mẹ sẽ hát cái bài hát Red Flower, ok? No, not Red Flower. Chứ bài đó tên gì? The butter flowers not got blows of a single peak of all the world. We only need to say what I'm for. We're out to the destiny. We only need to go with me. We only ate. I don't ever eat an apple. Stinky apple. No, I don't. À, không cười. We got me one of the stinky chairs. Throw up to the sky. We and me. We only need to kind of need. Mom knows stinky. Bài hát đó con tự sáng tác hả? Yeah. We only need to walk by sea. We only know what we only need for. Me, I go knew my voice. Me, I know what my voice long for back. Tự sáng tác đó cô chú. Rồi, bây giờ mới lại đây. No, lại đây. Giờ gọi giờ hát luôn rồi. No, stay right there. I mean, come. Đây nè, coi chừng đau chân nghe chưa? Okay. Thôi bây giờ mày hát bài hát của mẹ đi. Có đau chân chưa? Thôi bây giờ mày hát cái bài hát của mẹ trước nha. À không. We always a brass flows up down the wheels. Together we can walk, together we can be. Ba là cây nến vàng. Hôm nay mày hát cho con múa đi. No, not yet. Ok, not yet chưa. We only need to go with me out there. We only need to go down me. We only need down me. We only need me. We echo me. We not echo me to the sky. It's how... Mà cái bài hát con sáng tác dài quá. No, it... sáng tác mà thấy không có hồi kết luôn. Echoes means the blow marker. Torch is big, that's what it is. We all say we got my voice. Hiểu chưa?
dữ. Sống quá phiền. Mẹ đâu, mẹ nói con dữ mà chứ mẹ đâu có cười con đâu, quá dữ luôn. Up to the sky, we know what the shirt is gonna be. He got the music of the moor and the ticket on. The boots on the horse's face. We got my coffee. We know. Sao từ sáng tác đó, từ sáng tác đó. Từ sáng tác hết rồi, con chủ nhà không có một cái bài hát nào đi. Có bao nhiêu từ là sáng tác hết á. Có bao nhiêu từ là cho bỏ vô bài hát hết á. Ok. You, con nhớ hôm qua con sáng tác bài hát là You don't care me. You don't know about me. Con nhớ hôm qua con sáng tác bài đó. No, that's not know about me. À, cái gì á? Cái bài gì đó? It's the flower song. À, cái flower song hả? Thôi tới giờ cho mẹ hát đi, nãy giờ con hát hoài. No, you should hát a lot, ok? Đau không? No. Đau không? Just a little bit. Mom, that's why you can't get it out here, because it's gonna ruin the sun. If there's the sun with the blast of peace, we all need to cut. No. À, không cười. Thôi bây giờ mẹ muốn con múa ba lê à? No, I'm gonna sing first. Hát nữa trời. Mà hát đi xa quá mẹ không có nghe rõ. Khán giả ngồi đây mà chạy tuốt lại kia hát. Trời ơi, hát mà quay lưng lại với khán giả luôn. Đúng rồi. Mom, I need you to dance and sing out here with me. Trời. And I will ask you to sing with me. Okay. Hát mà quay lưng lại với khán giả kỳ quá. Trời ơi, hát tuốt kia khán giả khó nghe quá. Đúng rồi. Đứng trước mặt đây nè, đúng rồi. Hát đứng trước mặt khán giả hát. Đừng có đi xa quá. Hay ghê. Hopping. Set of hopping to you. We got my music of my voice on. You make me music. Of the more time you start, make the music up to the sky. We glowing, see the I'm a moon in the corn and the nose quack I to the hands up to the head. No head means in the brass head. Đúng rồi. Hát mà không nuốt nước miếng luôn à? Hát nuốt nước miếng không được luôn hả? hát phải nuốt nước miếng vô, xuống nuốt nước miếng xuống hát. Nuốt nước miếng xuống. Thôi giờ múa đi, hát hoài à. Không cười. We got my chicken hop, chicken hops. We got the music of the horn and the moor. Say what my horn makes a mean. We got my oh, we got my music. Cục vàng cục ngọc đó nghe cô chú nghe. Ok con. Ngày xưa mà lúc mà Ngọc 5 tuổi á. Vậy hả con? Ngọc sinh năm 93 mà Ngọc 5 tuổi đó là năm 98. It looks like a fat arm. It looks like a fat arm. It looks like a pirate. À nhìn giống như là thủy thủ hả con? Pirate là cái gì đó, cái gì không phải thủy thủ. Not the pirate. The pirate là cái gì đó? À cái gì đó, những tên cướp gì, tên cướp biển, cướp biển. Cướp biển. Ngày xưa lúc mà Ngọc 5 tuổi lúc đó là Ngọc cái bản mà thì thầm mùa xuân là đang nổi tiếng đó là Ngọc karaoke cái bản đó rồi đó. Chay giờ mới 3 tuổi rưỡi đó, thêm tuổi rưỡi nó là hát không cần nhạc luôn. Thấy có tâm hồn âm nhạc nè cô chú nè. Tự sáng tác đồ hát, ngồi xe hát hôm qua giờ hát miết luôn. Quá luôn, hát quá hay. We got my music.
Thôi bây giờ nhảy đi, hát hoài mệt quá. Múa đi. Múa cái kiểu nhón nhón giống mấy chị kia kìa. Cái kiểu nhón 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 cái chân á. Nhớ không? Đó, nhón vậy đó con. À cũng muốn nhảy cái kiểu khác hả? Ok, bây giờ mày dạy cho con bài hát nha. Ba là rồi xa ra phải không? Ok, đứng đầu mẹ đứng đầu. Ok, ngồi mẹ ngồi xuống không? Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. La 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 la. I will talk and you sing. À con nói chuyện mẹ hát phải không? Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, cây là cây nến hồng. Hả? À, kệ anh ta đi, ai tới kệ anh ta đi. Ba ngọn nến lung linh in Michigan. Gì con? Không phải, không phải. Của ai kệ anh ta đi. Trời ơi, coi 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 mấy chú đó chứ chơi ngoài nước kìa chơi kìa. À, xe hát hello kìa chơi kìa. Ồ, cái cô Su. Nó sư cô Su đó. Hello. It's a shorter tennis court, and yeah, it moves really fast. Oh, wow. But a big ball, like a wiffle ball, like soft ball, it has holes in it. Did you come for me? Did I what? Did I come for you? Uh-huh. Did you come in my house? No, I gotta get like Cooper out. Cooper's been alone all Yeah, he was, yeah, he was again? Calling my name. Dạ, cô lên cô dẫn Cooper đi 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 đái đó, cô đi tới từ sáng giờ. Không. Đâu nữa? Thôi nó nghe nè, đi ra ngoài thiền ngồi chơi. Chứ hai mẹ con có thiền ngoài đó đi ngồi dưới đất không mà cô người ta. No. Người ta thấy sao hai mẹ con này ngồi ngoài ngoài dưới no, đất không? Hả? Trời ơi, coi nè, đưa cái chân cho coi coi. Trời ơi, chân của mẹ thì thấy gớm, còn chân của con kìa, được sơn đồ chia đẹp ghê chưa? Mommy, I draw myself well. Ai sơn cho con? Mẹ. Đúng rồi. Rồi bây giờ múa nè. Ba là cây nến vàng. Múa đi. Mệt rồi phải không? Mày mày nghĩ lạnh đó chay rồi, mày nghĩ mình nên đi vô. Không, mày nghĩ đi vô mặc áo đi, con vô mặc áo lạnh, áo lạnh vô đi. Không, đi vô mặc áo lạnh vô mẹ mới cho đi ra đây chơi. Mấy ấm vô, đi vô mấy ấm, ấm mà ra đây mới thoải mái, lẹ lên mặc áo lạnh vô thôi.